Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về thành phần của vector. Trước tiên là phần giải thích về vector cơ bản, như thể hiện trong hình phía trên bên phải màn hình. Gọn O là góc trên mặt phẳng tọa độ, lấy điểm A, trong đó vector A bằng vector OA, và đặt tọa độ của A là A1, A2. Khi các đường vuông góc AH và AK lần lượt được vẽ từ A đến trục X và trục Y, vector A được biểu diễn dưới dạng vector OA bằng vector OH cộng vector OK. Trên trục X có điểm E, 1, 0, trên trục Y có điểm F, 0, 1. Vector E1 bằng vector OE, vector E2 bằng vector OF. Vector E1, vector E2 được gọi là vector cơ bản liên quan tới trục tọa độ. Tiếp theo là phần giải thích về thành phần vector. Như phần trước, vector E1 bằng vector OE, vector E2 bằng vector OF nên vector OH bằng A1 vector OE bằng A1 vector E1. Vector OK bằng A2 vector OF bằng A2 vector E2. Do đó, vector A chỉ có một cách duy nhất khi dùng vector cơ bản E1, E2 để tính toán là vector OA bằng A1 vector E1 cộng A2 vector E2. Hai số thực A1, A2 được gọi là thành phần của vector A. A1 được gọi là thành phần X, A2 gọi là thành phần của Y. Vector sử dụng thành phần này còn được thể hiện là vector A bằng A1, A2. Tiếp theo là phần giải thích về độ lớn của vector và cách tìm. Độ lớn của vector A, độ dài vector A chính là độ dài của OA trên sơ đồ phía trên bên phải màn hình, nên được tính như sau. Vector A bằng A1, A2. Độ dài vector A bằng căn của cả A1 bình cộng A2 bình. Sau đây là phần giải thích về cách tìm độ lớn của vector trong bài tập mẫu. Vector A ở phía bên phải màn hình vì vector A bằng 3, 2 nên độ dài của vector A sẽ bằng căn của cả 3 bình cộng 2 bình bằng căn 13. Sau đây, hãy cùng luyện tập. Em hãy ấn nút tạm dừng để giải bài tập. Sau khi giải xong, hãy bấm nút tiếp tục và tích dấu tròn. Nào, hãy cùng so sánh kết quả nào. Độ lớn của vector B, C, D, E lần lượt như sau. Em đã trả lời đúng chưa nào? Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.